Bộ Thông tin và Truyền thông đặt mục tiêu trong 5 năm tới thì ngành game Việt Nam đạt doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ. Số lượng đơn vị phát hành lên mức là 100 đến 150 doanh nghiệp, kéo theo khoảng 400 dự án khởi nghiệp mới trong lĩnh vực này. Và theo đánh giá, Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung là khu vực có tốc độ tăng trưởng game di động cao nhất nhì thế giới với mức 7,4% mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025. Trong đó, riêng Việt Nam có 54,6 triệu người chơi, doanh thu 507 triệu đô la Mỹ.